gái nhà người ta tập 16, bị bố tát lật mặt, Uyên cay đắng muốn từ bỏ cuộc sống nhưng Khoa kịp cứu Uyên. Quý vị khán thính giả thân mến, những tình tiết sắp xảy ra trong các tập mới của Cô gái nhà người ta đang gây tò mò cho nhiều người xem. Một số những thông tin về diễn biến các tập mới nhất của bộ phim truyền hình Cô gái nhà người ta sắp lên sóng khiến khán giả không khỏi tò mò. Sau vụ hủy hôn để đời ở tập 15 phát sóng trước đó, mối quan hệ giữa Uyên và bố cô hoàn toàn rơi vào khủng hoảng. Và trong một giây phút nóng giận, ông bá đã không kìm được mà ra tay tát con thẳng thừng. Ông rít lên chầm khẽ răng quát con gái: "Đẹp để ra, xấu xa thì đậy lại. Hay ho gì cái việc đấy mà mày đi báo công an? Bây giờ cả thiên hạ người ta biết." Uyên ấm ức: "Nhưng con không thể nào tha cho nó được." Ông bá vẫn hùng hồn mắng con: "Thì mày nhịn một tí đã sao, hả? Bây giờ thì cả làng cả xã này biết, lúc ấy, chó nó lấy mày à?" Trong cơn tức giận, Uyên đã hét lên rằng: "Con sẽ bắt nó phải trả giá." Nhưng đáp lại cô là lời mắng cay nghiệt của ông bá: "Trả giá cái con khỉ, ai bảo mày hủy hôn hả? Dồn nó vào đường cùng. Chứng tỏ như thế là nó rất yêu mày, mày có hiểu không?" Uyên cay đắng nhìn bố hỏi: "Thế ý bố là lỗi của con á? Thế không mày thì ai vào đây?" Ông bá trả lời. Uyên nói trong nước mắt: "Con hiểu rồi, sau tất cả thì sĩ diện đối với bố là thứ quan trọng nhất. Còn con, những gì con phải chịu đựng, bố không thèm quan tâm đúng không?" Ông bá chỉ thẳng tay mặt Uyên nói: "Làm người mà không có sĩ diện thì chết đi cho nó xong." Không tin vào tai mình vì thái độ của bố, Uyên nghẹn giọng hét: "Vậy thì con sẽ đi, từ nay bố khỏi cần nhục nhã vì đứa con nào nữa." Uyên cay đắng uất ức bỏ chạy ra khỏi nhà, khiến ông bá út nghẹn chỉ biết thốt lên: "Quân mất dạy." Rồi ông cầm chiếc chén ở trên bàn ném vào tường khiến nó vỡ tan tành. Mọi chuyện là do Uyên bị Cường cưỡng hiếp sau khi hủy hôn. Ở tập 15 Cô gái nhà người ta, Uyên đã hủy hôn sau khi biết Cường ngủ với Đào. Việc này khiến cho Cường hết sức tức tối. Anh tìm đến Uyên để giải thích về việc làm của mình. Trong trailer tập 16, Cường luôn khẳng định tình cảm anh dành cho Uyên là không hề thay đổi. Để giải thích cho hành động ngủ với em gái của vợ chưa cưới của mình, Cường nói: "Có thể em không tin, nhưng thằng đàn ông nào chả thế. Ngay cả với thằng Khoa, chắc gì nó đã vượt qua được cám dỗ của con Đào đâu. Có khi nó còn ngủ với em gái em nhiều hơn anh ấy." Đáp lại, Uyên ngay lập tức phản bác: "Anh im mồm đi, anh đừng nghĩ ai cũng bỉ ổi như anh Khoa không giống như thế đâu, anh là loại đáng khinh." Nói rồi Uyên quay lưng định về. Tức giận khi bị Uyên mắng chửi, Cường đã giữ lấy cô, dùng khăn bịt mồm và kéo cô đi trong đêm. Sáng hôm sau, Cường bị công an tới tận nhà đưa đi vì bị Uyên tố cưỡng hiếp vào đêm hôm trước. Lực lượng chức năng tuyên bố dõng dạc: "Anh Nguyễn Phú Cường, anh bị cô Lê Thu Uyên tố cáo đã cưỡng hiếp cô ấy vào hôm qua, mời anh về trụ sở để điều tra làm rõ." Ông Tài lúc này ngạc nhiên và ra sức bênh con: "Liệu có nhầm lẫn không các đồng chí? Thằng Cường nhà tôi cả đêm qua không ra khỏi nhà." "Có nhầm lẫn hay không đợi chúng tôi điều tra sẽ làm rõ," một cán bộ công an trả lời với ông Tài. Ông Tài vẫn tìm cách cãi tội cho con: "Nhưng phải có bằng chứng thì mới bắt con tôi được chứ, nhỡ nó bị oan thì sao?" Nạn nhân đã được đưa đi giám định và đã có kết luận bị xâm hại. Còn cụ thể vụ việc ra sao, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng sau. Nghe nói vậy, ông Tài tím mặt không nói thêm được gì nữa. Sợ hãi vì có khả năng phải ngồi tù, Cường cầu cứu bố: "Bố, bố cứu con không muốn đi tù đâu bố." Sự việc nhận được nhiều sự quan tâm của người dân làng Yên. Uyên đã bị bố lật mặt vì tố cáo Cường. Ông nói: "Đẹp để ra, xấu xa đậy lại, hay ho gì cái việc ấy." Uyên bất ức nói lại với bố là cô không thể để yên cho việc này. Cô muốn bắt Cường phải trả giá cho việc làm bỉ ổi của hắn. Uyên còn tuyên bố, kể cả không lấy chồng, cô cũng phải bắt Cường trả giá. Tuy nhiên, ông bá lại đổ tội vì Uyên hủy hôn, dồn Cường vào đường cùng nên anh ta mới làm vậy. Và chính Uyên mới là người có lỗi, chứ không phải là Cường. Ông bá ra sức bênh vực Cường, trong khi con gái vô cùng tủi nhục đau đớn thì ông ta lại quát mắng. Đến cuối cùng thì Uyên cũng nhận ra,
Sau tất cả, đối với bố, sĩ diện mới là thứ quan trọng nhất. Còn với những gì mà Uyên phải chịu đựng, ông không quan tâm gì cả. Lúc này ông bá cố chấp chỉ thẳng tay vào mặt Uyên, làm người mà không có sĩ diện thà chết đi cho xong. Câu nói này của ông bá chính là giọt nước làm tràn ly, khiến cho Uyên cảm thấy đau khổ đến tột cùng. Lại nói về Uyên, sau khi chạy ra khỏi nhà, khán giả bắt gặp cô rơi nước mắt và ôm chặt Khoa. Tuy nhiên ngay sau đó, những lời Uyên nói ra khiến Khoa và khán giả đều không khỏi sững sờ. Coi như tôi cầu xin anh nốt lần này, anh đừng tìm tôi nữa. Chưa kịp hết sững sờ thì một tình tiết khác được tiết lộ khiến khán giả không khỏi đau tim. Đó là thời điểm Uyên xuất hiện trong một căn phòng tối, lửa bắt đầu bùng cháy trong khi tất cả các cửa đã bị khóa chặt. Cô hốt hoảng hô gọi tìm người cứu, nhưng chẳng mấy chốc, khói tràn ngập phòng khiến Uyên đuối dần rồi gục ngã. Ở phía ngoài, Khoa chỉ biết cùng mọi người hốt hoảng chạy đến. Câu chuyện khiến cho khán giả vừa thương xót Uyên, vừa căm phẫn khẻ Sở Khanh khốn nạn là Cường. Không lấy được Uyên, hắn ta quyết tâm có bằng được Uyên, làm nhục Uyên. Mặc dù hắn đã bị công an gọi đi, nhưng ông Tài lắm mưu nhiều kế. Gì chứ việc chạy trọt cho cơ quan chức năng nhằm rộng đường làm ăn, dùng tiền che mắt những tội ác của mình, ông đã quá quen rồi. Vậy nên, để cứu được Cường, con trai duy nhất của ông ta thừa sức. Nếu như cơ quan chức năng không minh bạch, chỉ là vì lợi ích của cá nhân, lẽ nào Cường lại được tha để che đậy sự đề tiện xấu xa con trai mình gây ra? Lão ta đã lật ngược tình thế cho rằng Cường bị oan, Uyên vì xấu hổ không tố cáo được Cường nên tự thiêu vì không dám nhìn mặt ai nữa. Bởi nếu Uyên muốn chết thật thì cô không phải kêu cứu trong tuyệt vọng như vậy. Uyên cũng không để ảnh hưởng tới ai mà đốt nhà gây hại cho người khác. Uyên là người có ăn học, am hiểu, lại là một cô gái hiền lành lương thiện, không chắc vì chuyện này mà Uyên lại tìm đến cái chết như thế. Nếu như vậy thật thì quả đúng là xã hội đã đảo lộn vì đồng tiền. Một bộ máy các cơ quan chức năng của nhà nước đã đổi bại, không thể chấp nhận được, coi thường pháp luật, bất chấp những việc làm xấu xa, cầu mong phép cho đầy túi tham. Nhưng tham thì thân có gì đâu, rồi tất cả sẽ được đưa ra ánh sáng. Cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng bị lòi ra. Xưa nay luật nhân quả luôn đến với mọi người, ác giả thì ác báo, kẻ xấu rồi sẽ bị trừng trị. Và trong cuộc sống này, trong xã hội này, vẫn còn có những con người ngay thẳng, cương trực, minh bạch, họ sẽ giúp Uyên rửa sạch vết nhơ này. Còn ông bố Uyên, một kẻ háo danh, là một trưởng thôn, nhưng mọi việc ông ta làm, cái gì cũng xin ý kiến ông Tài, luôn khúm núm sợ sệt trước ông Tài, kềnh kiệu vênh váo với dân lành. Cái khao khát, cái mong muốn lớn nhất của ông ta lúc này là được làm thông gia với ông Tài để được ngẩng cao đầu trước dân làng về gia thế của thông gia. Ông ta luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu. Còn nhớ, ngay từ đầu khi Uyên bắt oan, Khoa là kẻ chuyên sàm sỡ gái làng, dù biết Khoa bị oan, nhưng ông bá lại cậy mình là trưởng thôn, là người luôn ôm loa phóng truyền tin nhanh chóng cho dân làng. Ông ta đã phát trên loa cho cả làng biết Khoa là kẻ sàm sỡ con gái ông, khiến cho mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng căng thẳng hơn. Khi chưa biết rõ sự việc, ông ta tưởng Uyên có thai, ông đã bù loa sang bắt đền Khoa, khiến người làng vô tình biết được. Khi đã rõ sự tình thì ông ta lại vội ôm mít thông báo chuyện hiểu lầm con gái ông không có thai mà là Mận mới là người có thai. Biết rõ được tính cách của ông bá là người trọng sĩ diện, rất sợ người làng biết được những cái xấu của gia đình mình, nhất là mong muốn của ông được gả Uyên vào một gia đình gia thế như nhà ông Tài. Nên Cường mới tác động khiến cho ông ta về nhà ép Uyên nhận lời lấy Cường. Và giờ đây, xảy ra cơ sự này mà ông ta vẫn chưa tỉnh táo, không thương xót an ủi con mà ông còn đánh và quát mắng con, cho rằng lỗi tại con mình. Ông không quan tâm xem con gái đang đau khổ như thế nào, không quan tâm xem ai đúng ai sai, mà điều ông quan tâm là điều tiếng của dân làng, xấu hổ với dân làng vì con gái ngoan của mình bị kẻ khác làm nhục. Đáng ra ông ta phải bênh vực con khi thấy con bị ức hiếp, vậy mà việc Uyên tố cáo Cường lại khiến ông ta nổi giận đến như vậy. Một người bố như ông bá quả thật đáng trách. Cách thương con của ông bá đã vô tình khiến cho con rơi vào bi kịch như ngày hôm nay. Khoa có cứu được Uyên trong cơn hỏa hoạn? Uyên có phải do phẫn uất mà bỏ đi tìm tới cái chết bằng ngọn lửa, hay do có người cố tình hãm hại Uyên? Chúng ta hãy cùng đón xem tập 16 phát sóng tối mai
ngày 26 tháng 2 trên VTV3 để biết rõ hơn nhé. Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết tiếp theo của bộ phim Cô gái nhà người ta để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, đăng ký để ủng hộ kênh để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.